Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn, các cô chú, anh chị đã quay trở lại với channel Thu Được Nhanh. Thì như cái tiêu đề của video hôm nay, em xin được hướng dẫn chi tiết cách làm sao để mà mọi người có thể thay đổi được địa chỉ nhận hàng trên Shopee. Em sẽ nói rõ về những cái thay đổi vị trí nhận hàng về những đơn đang đặt, đang vận chuyển, cũng như là khi mà chúng ta muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng khi mà chúng ta chưa đặt đơn nào á, thì cũng làm như thế nào. Em sẽ hướng dẫn chi tiết luôn ha. Rồi thì đầu tiên em sẽ truy cập vào Shopee nè. Thì đây là cái giao diện chính của Shopee ha. Rồi thì em sẽ chọn vào phần tôi nè. Thì như các bạn đã thấy á, thì ở đây em có một đơn là chờ xác nhận và hai đơn là đang giao nè. Thì ở đây nói cho dễ hiểu thì chờ xác nhận á, thì chúng ta sẽ đợi shop mình mới đặt hàng thôi, đợi shop giao cho đơn vị vận chuyển. Đó là một chờ lấy hàng nè, là khi mà đơn vị vận chuyển đang chờ lấy á, mình đợi shop đóng gói thôi, là cái bước đầu tiên. Còn cái phần đang giao là trong quá trình người ta, đơn vị vận chuyển đang giao đến cho mình rồi, hoặc là họ vừa lấy hàng xong đó, họ đang chuyển từ kho của shop của người bán qua tới địa chỉ của chúng ta, thì nó nằm ở mục đang giao ha. Hoặc là khi mà mình đã lấy hàng thành công thì cũng ở mục đang giao luôn các bạn. Rồi thì để mà thay đổi được địa chỉ nhận hàng á, em không nói tới phần là những đơn phía trên ha. Em sẽ nói tới cái phần là thay đổi được địa chỉ nhận hàng trong cái Shopee nói chung nè. Rồi những cái đơn phía trên ở đây em sẽ nói sau ha. Rồi thì đầu tiên anh chị kéo xuống phía dưới nè, và chọn cho em cái phần là thiết lập tài khoản nha. Rồi ở trong cái phần thiết lập tài khoản á, thì anh chị nhìn thấy là có cái mục là địa chỉ nè. Mình nhấn vào nó. Rồi ở đây nó sẽ show ra hết những cái địa chỉ mà chúng ta đang có trên máy. Thì đây em có hai cái địa chỉ như anh chị nhìn thấy nè, một cái số điện thoại phía trên và một cái số điện thoại phía dưới, và hai cái địa chỉ cũng gần như tương tự nhau ha. Em chỉ thay đổi cái số điện thoại thôi. Thì để mà thay đổi được cái số điện thoại trên đây á thì cũng rất đơn giản, hoặc là thay đổi địa chỉ luôn. Anh chị chỉ cần chọn vào một cái địa chỉ mà mình muốn thay đổi ha. Ví dụ như đây em muốn thay đổi cái địa chỉ phía trên nè. Rồi khi mà anh chị nhấn vào á, thì ở đây anh chị có thể thay đổi được số điện thoại nè và tên liên hệ người nhận nè. Ví dụ đây em sẽ có thể đổi thành số khác ha. À, ví dụ như em để nguyên vậy đây, anh chị thì anh chị có thể đổi thành số khác. Rồi cái mục địa chỉ phía dưới á, thì anh chị có thể chọn cái địa chỉ của mình. Ví dụ ở đây em sẽ nhấn vào đó nè. Thì khi em nhấn vào á, anh chị thấy á, em ở đây em đã thiết lập rồi, nên là em chỉ cần nhấn vào thôi, nó sẽ hiện Kiên Giang có sẵn của em nè. Thì khi mà anh chị muốn lựa chọn một cái khác á, thì anh chị kéo xuống phía dưới nè và chọn nơi mình đang ở thôi ha. Ví dụ như anh chị chọn Lâm Đồng nè, Nam Định nè, tùy anh chị ha. Thì sau khi anh chị chọn xong á, thì đó nó đến cái mục chọn huyện. Mình chọn tỉnh Kiên Giang xong nè, thì nó sẽ show ra những cái huyện trong tỉnh nè. Thì em sẽ chọn cái huyện Kiên Lương của em nè. Đó xong rồi nó bắt em chọn phường xã, thì em chọn nơi em đang ở là thị trấn Kiên Lương. Rồi tiếp theo sau khi mà em chọn cái phần địa chỉ thứ hai á xong, thì cái phần thứ ba, cái phần phía dưới nè, đó là phần em nêu chi tiết cái nơi mà em đang ở cho cái anh giao hàng, cái anh shipper á, họ sẽ giao cho em tiện hơn, chính xác hơn ha. Thì đây em sẽ lưu lại là tổ 10 khu phố Sa Ngách nè, như anh chị đang thấy nè, là nơi mà nhà em đang ở nè. Đó thì em sẽ lưu nó ở đây cho họ dễ. Rồi em sẽ bấm vào lại nè. Đó thì khi mà anh chị chọn xong cái phần chi tiết phía dưới cái địa chỉ của mình á, thì phía dưới đây nó có một là loại địa chỉ nè, văn phòng hoặc nhà riêng, ở đây tùy vào anh chị ha. Thì nếu ở đây là nơi công tác của anh chị á, không phải là nhà của anh chị, thì anh chị có thể chọn là văn phòng nè. Đó rồi phía dưới nữa nó có phần đặt làm địa chỉ mặc định. Thì đặt làm địa chỉ mặc định của nó là thế nào em sẽ nói rõ cho anh chị xem. Đó là cái mục mà mặc định nè, anh chị thấy không, có hai địa chỉ nhưng địa chỉ phía dưới mặc định nè. Thì địa chỉ nào chúng ta chọn mặc định á, tức có nghĩa là địa chỉ đó sau này chúng ta sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn. Chúng ta chỉ cần đặt hàng nó sẽ sử dụng địa chỉ đó luôn ha. Rồi ngoài ra anh chị có thể thêm cái địa chỉ mới phía dưới nè. Đó giúp chúng tôi xác định địa chỉ của bạn và cung cấp chính xác, đồng ý nè. Thì khi mà em nhấn vào thêm địa chỉ mới thì nó bắt em vừa chỉ gặp vị trí nè. Đó cũng rất đơn giản ha. Đó là vừa rồi em vừa hướng dẫn cho anh chị xong cách làm sao để thay đổi địa chỉ trên Shopee mà khi mà không đơn hàng chưa đặt ha. Còn bây giờ là tới cái phần mà thay đổi địa chỉ khi mà đã đặt đơn hàng rồi nè bạn. Ví dụ như đây em có một đơn là chờ xác nhận nè,
Thì đối với những cái đơn mà chờ xác nhận như thế này á, shop người ta chỉ cần xác nhận và đóng gói thì bên giao hàng người ta mới lại lấy ha anh chị. Thì khi mình muốn đổi cái địa chỉ mình chỉ cần nhấn vào đó nè. Rồi sau khi nhấn vào anh chị có thể thấy là cái phần địa chỉ nhận hàng nè, nó có một thay đổi anh chị thấy không? Thì ở đây nếu mà em xem lại và em thấy là không, cái số điện thoại này, cái địa chỉ này nó không đúng với cái thông tin của em, hoặc là em muốn đổi cái thành cái số điện thoại khác đó, thì em chỉ cần nhấn vào thay đổi. Thì đây anh chị thấy không, em chọn cái trên nè, nó để là indefinite, thì em muốn chọn cái dưới thì em nhấn vào cái dưới đó, em nhấn vào đồng ý ha. Hoặc là anh chị có thể thêm một cái mới đó, để mà anh chị có thể thêm cái mới, cái địa chỉ mới của mình vào để mà nhận hàng ha. Thì ở đây ví dụ như em chọn cái phía dưới nè đó, thì anh chị thấy không, số nãy là số 80 đuôi và giờ em để đổi thành số 344 đuôi. Rồi thì nếu mà anh chị chỉ muốn thay đổi cái số điện thoại không thôi và cái địa chỉ vẫn giữ nguyên như vậy á, thì cái bước hồi nãy anh chị cần nhấn vào nó và chỉnh sửa số điện thoại ha. Thì nãy em vừa hướng dẫn rồi, em không có nói thêm nữa, anh chị cần làm thôi. Ở phía trên nó ghi là chờ thanh toán, đang chờ hệ thống xác nhận đơn hàng. Trong thời gian này bạn có thể liên hệ với người bán để xác nhận thông tin đơn hàng nhé. Đó. Thì cái mục thay đổi địa chỉ nhận hàng này, nó có một cái mà em muốn nói cho anh chị, đó là khi mà em thay đổi trong đây á, thì cái tùy vào cái địa chỉ mà nó sẽ có cái phí ship khác nhau, anh chị thông cảm ha. Ví dụ như anh chị đang ở một cái nơi nào đó gần hơn so với shop đi, cái phí ship nó rẻ hơn đi, anh chị tự động thay đổi ở cái phí ship xa thì Shopee nó một số đơn thì nó sẽ chấp thuận, còn một số đơn thì nó sẽ không chấp thuận ha anh chị. Anh chị lưu ý ha. Rồi thì đó là xong. Thì bây giờ em sẽ quay lại nè. Rồi bây giờ em sẽ nói tới cái phần chờ lấy hàng ha. Thì ở đây mình em không có cái đơn nào. Nếu mà em có một cái đơn chờ lấy hàng thì anh chị cũng hình dung được ha. Em sẽ nói cho anh chị nghe. Nếu mà đơn chúng ta đang ở cái mục chờ lấy hàng á, thì tức có nghĩa là cái đơn vị vận chuyển đang chờ, shop đã đóng gói rồi, chỉ cần chờ đơn vị vận chuyển lại lấy thôi. Thì chúng ta chỉ cần có thể thay đổi được địa chỉ ha anh chị. Nhưng mà chúng ta phải muốn chính xác hơn, chúng ta phải nhắn tin cho shop chốt ha. Còn nếu mà mình chỉ thay đổi trên đây mà shop đã chốt cái địa chỉ lúc đầu rồi đó, mà không kịp thấy tin nhắn của chúng ta, không kịp thấy thông báo của chúng ta thay đổi địa chỉ á, thì có thể là chúng ta sẽ bị ship nhầm cái địa chỉ nhận hàng ha anh chị, mặc dù mình đã thay đổi ha. Rồi đến cái mục đang giao nè, thì như nãy em nói cái mục đang giao này nó gồm những cái mục mà mình đã nhận hàng luôn, mà mình chưa xác nhận đã nhận á, thì em đã giữ lại để em làm video cho anh chị dễ hình dung nè. Thì cái mục đang giao là mục là mà shipper đã lấy rồi anh chị. Thì khi mà shipper đã lấy rồi thì anh chị dễ hình dung là mình không thể nào thay đổi cái địa chỉ nhận hàng được. Thì có một cách để mà chúng ta giải quyết đó là chúng ta sẽ không nhận hàng, tức là chúng ta bơm hàng đó các bạn. Nhưng mà em cũng không khuyến khích mọi người dùng cái cách này ha. Tuy nhiên thì mình có thể kêu gọi trợ giúp của Shopee ha. Anh chị có thể kéo xuống phía dưới nè. Nếu anh chị muốn thay đổi nhận hàng ở một đang giao, anh chị kéo xuống phía dưới nè. Anh chị có thể liên hệ với Shopee, để em tìm xem nè. Trung tâm trợ giúp nè, hoặc là trò chuyện với Shopee đều được. Chúng ta chỉ cần nêu rõ cái lý do chúng ta muốn thay đổi thôi ha. Đây, trò chuyện với Shopee nè. Đó. Nhân viên hỗ trợ nè, kiểm tra đơn hàng, bản tin Shopee. Ở đây nó có những cái mục để mà chúng ta lựa chọn nè, thì anh chị lựa chọn những cái mục mà nó phù hợp với mình thôi ha. Ở đây em sẽ nhấn thử cái mục kiểm tra trạng thái đơn hàng. Đó, nó sẽ show ra những cái địa chỉ đơn hàng cho chúng ta nè. Rồi, hoặc là nó có một cái đường dây nóng của trung tâm Shopee, hỗ trợ Shopee. Em sẽ đưa nó lên màn hình cho anh chị dễ thao tác ha. Còn bây giờ thì em không tiện để lên màn hình vì em đang quay video này cho anh chị nè. Rồi thì vừa rồi em vừa hướng dẫn xong cho cô chú anh chị, các bạn cách làm sao để mà chúng ta có thể...